Siêu xe Spingo đã trở lại trong mùa hè này. Xe có thể chạy với khoảng đường dài đến 50m với vận tốc đạt 190 km/h. Đẩy về phía trước để tạo chớn, xe sẽ chạy với tốc độ cực khủng, thực hiện những cú nhảy thần tốc thăng bằng trên đường bút chì, biểu diễn bằng một bánh, xoay tròn ngoạn mục, quay xe bằng mũi và dễ dàng vượt qua bất kỳ chướng ngại vật nào. Đặc biệt khi mua 3 xe mô tô hoặc ô tô bất kỳ, bạn sẽ được tặng ngay một siêu xe cùng loại, áp dụng từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 8. Sản phẩm hiện đang bán tại hệ thống 3 Kingdom và các cửa hàng do Vietinbank phân phối trên toàn quốc.